Rồi bây giờ tiếp theo tôi hướng dẫn tiếp các bạn là bây giờ mình sẽ làm một cái gọi là cái header rỗng nền. Header rỗng nền là như thế nào? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái trang dạng rỗng nền ha. Bây giờ mình sẽ là cái trang này mình tạm thời mình làm xong mình để đó đi, mình sẽ làm một cái trang mới dạng rỗng nền ha. Chỉ các bạn làm một trang dạng rỗng nền. Rồi tôi sẽ vô phần trang, thêm trang mới nè. Tôi sẽ tạo một cái trang trang chủ 2 đi. Rồi, ở đây giao diện mình sẽ chọn là rỗng nền ha. Giao diện mình sẽ chọn là full width transparent header. À, đúng rồi ha. Mở đèn lộn full width tôi nhắm lộn rồi. Full width nha. Không lại đó, trong suốt á, trong suốt á nè nè. Đây full width transparent header, bấm bóng đèn đèn đang đợi mình review rồi, sau đó mình mới review nó thử. Review thử thì hiện tại nó chưa có gì hết đâu. Ấn vô link đó, review này, link này, review đó. Thì nó sẽ như vậy, nó chưa có gì hết đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vô sửa trang Edit Unit Builder, hoặc là sửa trang Edit Unit Builder chỗ này luôn cũng được. Sửa trang Edit Unit Builder chỗ này, hoặc Edit Unit Builder chỗ này, tùy theo mình muốn làm đâu. Cái nào có được bên đây cũng được, bên kia cũng được, mình phải đăng trước rồi mới unit video được chưa. Rồi sau đó mình mới inbox một cái mẫu mình test thử nha. Chờ xíu, inbox một cái mẫu nào đó nó có cái banner phía trên add element rồi last some to do, rồi sau đó mình chọn là full bay. Ở đây mình sẽ kiếm một cái mẫu nào đó, nó có một cái ví dụ như là có một cái hit, ví dụ cái mẫu này đi, mẫu trà đi, mẫu trà hoặc là mẫu coffee. Mẫu này không được, mẫu coffee cũng được, mẫu trà cũng được. Đó, ví dụ ha, nó lấy mẫu của trà đi, đọc vô. Rồi sau khi mình đổ xong cái liệu ở WordPress ha, rồi xong mình quay vô một trang, rồi sau đó mình mới vô tất cả các trang, rồi sau đó mình mới vô cái trang chủ 2 này, mình bấm xem chủ 2 nè, mình bấm xem, rồi mình xem kết quả của mình vừa làm ở đây. Rồi thì mình thấy cái header của mình nó trong suốt không? Đó. Mình mới sửa màu này lại cho nó ok lại, bằng cách mình muốn sửa lại cái màu này cho nó ok lại đúng không? Cái màu này logo cái kiểu cho nó đẹp lại thì mình vô phần tùy biến header. Sửa lại. Logo màu đổi là logo màu khác nha. Logo màu này màu sáng nó mới lên mời được. Bỏ cái sợi thì qua bên luôn, để qua bên đi. Cái giò bỏ luôn, cái giỏ hàng này để lại đi, cái này bỏ lại. Rồi menu kéo lên đây. Ví dụ menu này mình sẽ sửa lại, sắp lại ha. Menu này mình muốn sửa cái màu menu này á là bấm vô bánh răng cưa của Hitman nè. Khi mình chọn cái loại mà header nó trong suốt thì nó luôn luôn nó là cái chữ này luôn luôn nó là màu lúc nào cũng là màu tối á, không có nào chỉnh sáng lên được đó. Vậy cho nên mình phải đổi hình nền. Một á là mình đổi cái hình background này thành cái hình sáng,
đừng cho chữ tối này nổi lên. Cách thứ nhất, mình đổi background lại nha. Vô đổi một cái background hình sáng đi. Vô đổi background nó sáng hơn nè, nó sáng sủa hơn. Sáng sủa hơn thì chỗ đây overlay nè, tôi cho nó là màu sáng lên. Sáng lên nè. Không overlay đi. Bỏ overlay luôn. Nghĩa là tôi cho cái background tôi nó sáng sủa hơn thì cái menu nó sẽ nổi lên. Nè, tôi kiếm một cái background nào nó sáng hơn chút. Rồi sáng cái vô cái background sau này đi. Sáng này đi. Đây đi. Rồi sáng lên chút. Thì cái và chỉnh lại cái màu đây. Màu cho nó tương phản lại chỗ này. Đó. Thì cái này nó đổi lại nha. Còn ví dụ là bây giờ mình muốn cái background mình tối. Mà background mình tối giống background nãy đi. Ví dụ là background mình tối giống background nãy nha. Mình đu lại. Đó như vậy. Nhưng mà làm tối vậy thì mình phải đổi lại chế độ. Đổi chế độ là full với header lighted. Lighted thì header nó sẽ light lên. Còn cái background mình tối xuống. Nó sẽ kiểu hai màu, một màu, hai màu tương phản qua lại vậy. Nếu như cái background của mình sáng thì mình để cái dạng là full width. With transparent. Còn cái background mình tối á thì mình để cái lại tên đúng không, thì lúc đó thì nó mới nổi được cái lúc đó nó mới sẽ nổi được cái nổi được cái chữ lên chỗ này. Chứ cái chữ chỗ này khi mà chỉnh chỗ này nó không ngang, tôi chỉnh thử rồi nó không ảnh hưởng gì hết. Chỗ này chỉnh màu cái nào nó cũng không ngang, không biết tại sao nó không ngang. Rồi cái này coi nè, thước nè, kéo nè. Rồi cái màu, ví dụ muốn cái màu chỗ này nhưng mà tuy mà có transparent nhưng mà nó có một cái màu pha vô. Ví dụ như tuy là mình muốn nó rỗng nền nhưng mà nó sẽ pha nhẹ chút, nghĩa là rỗng nền nhưng mà có một cái lớp phủ ở trên, đúng không nè. Chỗ này ví dụ đây muốn có một cái gì nó phủ nhẹ thôi đó, thì mình sẽ chọn cái này. Được không? Để mình làm. Cái này tạm thời em đi vào ít vào rồi. Nó lại thế nha. Đó. Chỗ này bắt rau là đây. Muốn có bắt rau phải chọn đây. Nó còn không xóa thì xóa luôn. Xóa luôn thì nó không có background. Muốn background nhẹ thì mình chọn thêm một cái background nhẹ ở đây. Còn không mình xóa luôn ha. Nói thêm background nhẹ thì nó ra như sau. Nó ra như vậy nè. Đó. Vậy. Đó. Được chưa? Rồi chỉnh luôn cái sub menu này đi. Cái sub menu này chỉnh sao? Sub menu này thì mình sẽ chỉnh như sau. Mình chỉnh là dropdown style. Dropdown style mình muốn có background gì mình chỉnh vô. Ra màu, ví dụ muốn background màu gì. Rau này nhưng mà rau này nó nhẹ xuống chút. Mình kéo cho nhẹ xuống thôi. Còn cái màu của thằng này là màu gì. Text color màu light. Đó, text style, cái gì đó mình chọn vô. Muốn có bo viền không? Bo viền thì mình bo viền đây. Lúc này là to nhỏ nè. Nó muốn có bo viền border color nè. Màu gì? Đó. Rồi bo viền đúng không? Bo viền rồi đâu đây? Đây. Nè đây nó có như vậy. Nè thấy không? Đó. Rồi. Đó. Rồi đây. Nhân này
chừng này nó như đây thôi, chừng này được chưa. Ở đây mình sẽ rồi lựa chọn những cái có sẵn ở đây để mình xài nha. Đớp rau đây đớp nè, muốn có bo chọn vô nè, bo tròn này thấy không, đó chọn vô. Ở đây mình sẽ chỉnh được cái menu, cái header và menu ha. Đó. Ở đây. Được chưa? Ở đây. Nó vẫn là đóng nền nha. Được chưa? Nó vẫn là đóng nền như vậy. Ở đây mình có chỉnh nhiều chỗ nữa nghe, để chỉ tiếp. Ví dụ như là chỉnh tiếp cái chỗ này, cái dạng này. Chỗ này thì rê vô nó không phải dạng này, nó là dạng này đi. Đó. Add overlay over luôn nè. Đó, mình thử từ cái này từ nó sẽ ra cho mình thôi. Đó là làm dạng rỗng nền. Dạng rỗng nền thì dành cho những cái website mình cần rỗng nền thì mình làm cái kiểu này. Đó, hiểu chưa? Đó. Còn mình muốn có cái đó thì mình bỏ đi, làm kiểu khác. Đó. Vậy thôi. Trong đây là rất nhiều cái để mình có thể để làm. Ha. Đó là cái dạng hoàn chỉnh header rỗng nền. Header rỗng nền. Và vô đây mình tự mình tìm hiểu thêm ha, để mình làm được cái header rỗng nền nè. Rồi nha, rồi hôm nay là như đó xong luôn ha. Bữa sau là mình học tiếp.